Ok, xin chào anh em, lại là mình đây. Mình là Minh Khang đến từ Co68. Thì ngày hôm nay mình lại xuất hiện trong một video này để có thể cập nhật những diễn biến mới nhất của thị trường trong những ngày vừa qua đến cho anh em ha. Và mình cũng xin gửi lời xin lỗi đến anh em là tại vì ngày hôm qua mình có up một cái video để nói về tiềm năng của đồng BNB cũng như là những cái vấn đề xung quanh và những cái hướng tiếp cận tiếp theo của COCZ và cái sự cạnh tranh đối trọng đối với sàn FTX. Ha. Thì trong video đó thì mình cũng đã nói về cái xu hướng của Bitcoin sẽ có một cái sự điều chỉnh trước khi chúng ta tiến đến một cái mốc tăng trưởng mới. Thì cũng là một cái vấn đề nó liên quan đến tâm linh á. Nên ngày hôm qua khi mình up video đó tầm khoảng 8 giờ thì 9 giờ thì thị trường nó sập một cú rất là mạnh. Nên mình cũng xin gửi lời xin lỗi đến cho anh em. Và ngay cả chính mình thì mình cũng hoàn toàn bó tay với cái trường hợp đó thôi. Mình cũng xoay sở không kịp. Nhưng chúng ta trở lại với cái video này đi và chúng ta hãy đi đến cái trọng tâm ở trong cái chủ đề ngày hôm nay đi. Thì ngay khi chúng ta gặp một cái cú crash ngày hôm qua thì hiện tại thì Bitcoin cũng đã gượng dậy một cách, nói chung là nó vẫn chưa là mạnh mẽ lắm đâu, chỉ mới là hồi do một cú rút râu rất là mạnh vào tối ngày hôm qua thôi. Thì mình đang sử dụng cái dữ liệu ở trên sàn Binance ha. Thì vào ngày hôm qua khi mà Bitcoin đã chứng kiến một cú crash á, từ 52.000 xuống còn 42.800, thì cái cú crash này tương đương là mình cho rằng là nó khoảng là 10.000 đô ha anh em. Thì cái điều này á, nó đã xảy ra vào hồi tháng 4, tháng 5 rồi và nó cuốn phăng cờ. Và nó thay vì là cái cú crash này nó diễn ra vào buổi tối á, thì cái thời điểm đó nó diễn ra vào buổi sáng ha. Đó, thì cái thời điểm đó thì nó đã cuốn phăng trong một giờ, nó cuốn phăng khoảng là 8 tỷ USD. Các lệnh bị đóng, bị thanh lý lại. Thì so với cái dữ liệu ngày hôm qua đó anh em. Đó thì đến hiện tại thì dữ liệu 24 giờ mình sử dụng dữ liệu của Bybit ha. Thì đã có khoảng là 3,75 tỷ USD bị thanh lý rồi. Đó, và phần lớn trong đó thì nó chiếm hầu hết của Bitcoin ha. Thì để chúng ta nghiên cứu sâu hơn về cái lý do tại sao thị trường nó đột ngột nó đâm như vậy á, thì ngày hôm qua khi mà nó đâm rất là mạnh như vậy thì ngay cả chính bản thân mình cũng chưa có hiểu rằng là cái chuyện gì nó đang xảy ra đối với thị trường đây. Tại vì là ngày hôm qua là một ngày, phải nói là một cái thời khắc lịch sử của Bitcoin trong những cái năm tháng phát triển của mình. Nó không hề có những cái tin tức xấu, cũng như là cũng không hề có phết, cũng không hề có những cái chuyển biến xấu trên thị trường ha. Nhưng mà sau khi mình định thần lại qua một đêm qua, tại vì ngay cả chính mình cũng rất là sốc ngày vào cái thời điểm 9 giờ ngày hôm qua, thì ngay mình định thần lại thì mình đã nghiên cứu về các cái lý do tại sao thị trường nó lại như vậy ha anh em. Thì cái điều mình muốn nói đầu tiên đó cho anh em á, tức là vào cái ngày hôm qua thì chúng ta đã ghi nhận một cái thời khắc lịch sử trong một cái bước phát triển mạnh mẽ của Bitcoin kéo dài từ suốt khoảng là 10 năm qua ha. Thì cái sự kiện đó là gì? Chính là sự kiện là nước El Salvador họ đã chính thức triển khai cái luật Bitcoin của họ, dường như là sẽ có hiệu lực vào ngày hôm qua rồi. Thì trong cái bối cảnh đó là một cái bối cảnh là trước đây vào tháng 6 á, thì El Salvador có nói là Bitcoin sẽ là tiền tệ hợp pháp tại quốc gia, nhưng mà lúc đó là luật chưa có hiệu lực anh em. Thì ngày hôm qua có hiệu lực rồi, thì nó đánh dấu một cái cột mốc rất là lớn về một quốc gia đã chính thức công nhận Bitcoin làm tiền tệ hợp pháp. Thì đó là El Salvador ha. Thì vào cái thời điểm đó thì tổng thống của El Salvador á, thì ông cũng đã công bố rằng là đất nước El Salvador đã mua khoảng 200 Bitcoin rồi. Aha. Thì vào cái thời điểm đó thì ngay khi cú crash diễn ra vào lúc tối thì ông lại thông báo thêm một cái thông tin rằng là ông đã tiếp tục buy the dip, tức là ông đã tiếp tục tận dụng cái cơ hội giảm giá được Bitcoin để ông bổ sung thêm 150 Bitcoin nữa. Và hiện tại El Salvador đang nắm giữ khoảng là 550 Bitcoin ha anh em, như thông tin mình đang chia sẻ trên màn hình đây. Thì vào cái thời điểm mà khi mà Bitcoin lúc 5 giờ chiều điều chỉnh đó anh em, điều chỉnh từ khoảng là 52.000 về khoảng dưới 51.000 á, thì có nhiều thông tin cho rằng là đó là một cái sự điều chỉnh khi mà ảnh hưởng bởi tin Huobi. Đó, thì lúc đó là sàn giao dịch Huobi á, họ đã cấm một số các phương thức giao dịch. Thì lúc đó giá Bitcoin điều chỉnh lại, nhưng mà ngay lập tức thôi thì một tiếng sau thì anh em có thể nhận thấy được rằng là khi mà giá Bitcoin họ điều chỉnh xuống dưới là 51.000 thì nó đã giật lên lại trên 51.000, là do một cái tin tức nó tiếp nối cái sự kiện của El Salvador, đó chính là đất nước Panama ha anh em. Thì trước đây á, Panama là cũng hòa theo một cái làn sóng chấp nhận Bitcoin làm tiền tệ hợp pháp của El Salvador. Thì Panama nằm trong một trong số những cái nước
thuộc khu vực Mỹ Latin họ ủng hộ rất là mạnh mẽ cái việc này. Và vào ngày hôm qua luôn, cùng thời điểm khi mà ngay sau khi El Salvador họ tuyên bố là luật Bitcoin có hiệu lực, thì ngay lập tức Panama họ công bố luôn là đất nước chúng tôi đang đề ra một cái dự luật mới để có thể chấp nhận Bitcoin, không chỉ riêng Bitcoin mà còn bổ sung thêm đó chính là Ethereum. Anh em, cả Bitcoin và Ethereum sẽ làm phương thức thanh toán thay thế bên cạnh các đồng tiền tệ nội địa của họ, và người dân tại nơi đây có thể sử dụng Bitcoin và Ethereum một cách tự do trong việc thanh toán và trao đổi lẫn nhau ha anh em. Thì cái điều này á, nó đã giúp cho cái sự kiện Huobi nó giảm cái áp lực xuống và Bitcoin ngay lập tức giật lên lại và đi sideways ở vùng 51.000 đó. Thì nhưng mà cái điều gì khiến lúc 9 giờ ngày hôm qua Bitcoin là một cái crash mạnh cực kỳ như vậy á, thì ngày hôm nay mình có thể lý giải bằng những nguyên nhân sau đây. Đầu tiên á, thì mình sẽ đi đến cho anh em, đó chính là về việc các sàn giao dịch, các người chơi, các nhà đầu tư trên các sàn giao dịch ở thị trường future, tức là một thị trường phái sinh đó anh em. Thì do là dạo gần đây cái tâm lý những nhà đầu tư nó dần nó tăng lên rất là đột biến, và cũng như thị trường nó đang rất là xanh đúng không, nó sẽ tạo ra một cái sự phấn khích đến cho các nhà đầu tư rằng là ok, thị trường sẽ tiếp tục tăng trưởng mà thôi. Vì thế nên các nhà đầu tư họ đặt rất nhiều niềm tin vào việc tăng trưởng này, và họ mở những cái hợp đồng của họ ở trên vị thế long đó. Và khi mà họ mở trên vị thế long cùng với những cái đòn bẩy rất cao như vậy, thì khi giá Bitcoin điều chỉnh xuống một tí thôi, cộng với cái đòn bẩy của họ rất là cao, cái vị thế của họ cũng cao nữa, cái giá họ vào cũng cao nữa, lập tức sẽ có những lệnh thanh lý. Và khi mà nó thanh lý một cách rất là đồng loạt như vậy á, nó thanh lý từ từ từ, mà khi mà có rất nhiều hợp đồng mở ở những cái vị thế long như vậy, thì nó giống như một cái hiệu ứng domino vậy đúng không anh em. Cái hiệu ứng này á, nó sẽ lập tức nó thanh lý, và nó thanh lý một cách xếp chồng lên nhau đó, nó sẽ xếp chồng lên nhau và nó đẩy giá Bitcoin đi xuống. Tại vì anh em biết rằng khi chúng ta mở vị thế long, tức là chúng ta đang mua ở giá hiện tại và chúng ta dự đoán giá Bitcoin tương lai sẽ tăng lên, và từ đó chúng ta sẽ bán ở giá ở Bitcoin tương lai để mà chúng ta thu về lợi nhuận đúng không? Vậy khi mà giá nó đẩy xuống như vậy thì sẽ khiến cho những cái lệnh long bị thanh lý, và từ đó nó sẽ tạo ra một cái áp lực bán ở trên sàn rất là mạnh, từ đó nó sẽ đẩy giá Bitcoin đi xuống. Nó ngược lại với short nha anh em. Short tức là chúng ta sẽ bán khống ở mức giá cao, chúng ta mua lại mức giá thấp để chúng ta thu lại lợi nhuận, từ đó sàn sẽ mua lại và đẩy giá Bitcoin đi lên, tức là nó ngược với nhau á. Còn lệnh long thì nó lại ngược lại như vậy, từ đó nó sẽ gây ra một cái áp lực bán cực kỳ lớn, nó xếp chồng lên nhau, và cùng với đó là cái số lượng người chơi, cái số lượng các nhà đầu tư họ mở những cái vị thế như vậy rất là đông đó, nên vì thế nó sẽ tạo ra một cái volume, một cái khối lượng rất là lớn ở trên các sàn giao dịch. Nên anh em thấy là vào ngày hôm qua, khi mà chúng ta đang ở trong cái giai đoạn là crash của Bitcoin như vậy á, thì ngay cả chính bản thân mình không đăng nhập được vào sàn luôn. Thậm chí là tất cả các dữ liệu trên sàn Binance nè, KuCoin, Huobi, Bybit gì đó, nó lắc hoàn toàn luôn, và chúng ta không thể nào cập nhật được giá lúc đó hiện tại đang là ở mức giá nào để chúng ta có thể vào, chúng ta có những cái chiến lược để chúng ta phục hồi, để chúng ta có thể sửa chữa vào ngày hôm qua. Huống chi là những cái lệnh long đang được mở thì nó sẽ bị thanh lý liên tục như vậy, và các nhà đầu tư sẽ không phản ứng kịp với cái điều đó. Và đó là cái lý do đầu tiên mà mình muốn giải thích cho việc là ngày hôm qua Bitcoin đã đâm một cái cú rất là mạnh như vậy ha. Đó, như anh em thấy thì hiện tại là trong 12 giờ qua thì các lệnh long và lệnh short nó đã tương đối đạt ở vị trí cân bằng rồi. Tại vì sau một cú crash ngày hôm qua mà ông nào mà cứ tiếp tục long, cứ tiếp tục như vậy thì nó sẽ càng đi xuống mà thôi. Thì cái điều này cũng là điều dễ hiểu ha anh em. Thì chúng ta hãy đến với một cái chỉ số khác, chính là chỉ số funding rate đi. Thì anh em thấy á, đây cái chỉ số funding rate thì trong những ngày vừa qua đó anh em, thì nó luôn đạt ở trên mức gọi là 0.1, 0.2%, không phải 0.1, 0.2%, và cái mức này nó rất là cao anh em, nó tạo một cái tỷ lệ funding rate dương. Thì nó cũng đã biểu hiện cho chúng ta một cái bức tranh rõ ràng rằng là những lệnh long được mở rất là nhiều hơn những lệnh short, và funding rate là một cái phí là dành cho phe long phải trả cho phe short sau 8 tiếng đồng hồ ha. Thì vào ngày hôm qua khi mà nó có một cái cuộc crash như vậy thì anh em thấy là cái tỷ lệ funding rate bây giờ nó đã giảm một cách tương đối rồi, thì nó cũng giúp cho thị trường cân bằng lại. Thì cái điều này là cái điều cũng sẽ dễ hiểu mà thôi, tại vì nếu mà chúng ta theo dõi ở trên thị trường tiền mã hóa thì những cái đợt mà long squeeze hay là short squeeze thì nó thường sẽ xảy ra khi mà một phía bên nào đó họ mở một cái khối lượng hợp đồng cao hơn và áp đảo với bên phần còn lại, thì cái việc mà nó
nó bị crash hay cái việc mà nó pump cực kỳ mạnh lên á, thì đó chỉ là một thì đó là một cái phản ứng tích thì đó là một cái phản ứng mà nó sẽ dĩ nhiên xảy ra để nó điều chỉnh và nó cân bằng lại thị trường ha. Thì cái điều này á nó sẽ dẫn đến một cái lý do thứ hai mà mình muốn nói cho anh em, mà mình nghĩ rằng là ít anh em để ý đến vấn đề này, nhưng mà mình thì mình thấy nó lại rất có nhiều cái việc sâu chuỗi và nó hợp lý với nhau, nên mình muốn chia sẻ ngay trong video này cho anh em. Tức là vào ngày hôm qua đó, khi mà hồi nãy mình đã nói về cái vấn đề gọi là El Salvador và cái vấn đề Panama ngày hôm qua, họ tiếp nối nhau để họ đưa ra những cái tin tức mà quốc gia tôi sẽ ủng hộ Bitcoin, sẽ hợp pháp hóa Bitcoin, sẽ đưa Bitcoin đến một cái ngưỡng mà chưa hề có trong lịch sử nha. Đó thì ngay lập tức vào cỡ khoảng là 7-8 giờ ngày hôm qua đó, thì mình nghĩ rằng là cái thời điểm ngày hôm qua đó thì ít anh em nào để ý, tại vì là lúc đó là chúng ta đang hướng về đội tuyển Việt Nam đang đá với Úc rồi đúng không? Thì vào cái khoảng thời gian đó, 7-8 giờ ngày hôm qua, thì có một cái thông tin mà mình nghĩ rằng là rất ít người để ý, đó chính là thông tin về nước Nga nha anh em. Tức là ngày hôm qua, ngay khi mà hai quốc gia vừa rồi, El Salvador, Panama, họ đưa tin ra như vậy, thì Nga họ đã đưa ra ngay sau đó rằng là chúng tôi sẽ nhất quyết không chấp nhận Bitcoin làm phương thức thanh toán tại quốc gia của chúng tôi. Thì cái điều này nó ảnh hưởng gì thì sau đây mình sẽ phân tích cho anh em. Tức là đây không phải là những cái người mà thuộc tổ chức chính phủ của Nga, hay là ông này thuộc bộ phận tài chính, ông này thuộc bộ phận kinh tế, ông này thuộc bộ phận ngân khố gì cả. Cái người mà đưa ra cái phát ngôn này chính là người phát ngôn đại diện cho Tổng thống Putin ha anh em. Đó, thì cái nhân vật này rất là ghê gớm và rất có quyền lực trong tay. Và ông phát ngôn đại diện cho Tổng thống Putin, tức là những cái lời phát ngôn đó là của Putin, thể hiện cái sự, cái ý muốn, cái quyết định của Putin trong một cái vấn đề nào đó. Thì ông nói rằng là tại vì Bitcoin á, nó sẽ gây ra một cái sự tổn hại, một cái tổn thất rất lớn đến nền kinh tế, tài chính và sự phát triển của Nga, nên Nga nhất quyết từ chối Bitcoin. Nhưng mà tại sao Nga lại đưa ra cái thông điệp đó sau khi El Salvador và Panama họ đưa ra một cái thông điệp tích cực như vậy? Thì mình cho rằng đây chính là một cái lời đáp trả cực kỳ đanh thép đến từ Nga. Và tại sao nó lại ảnh hưởng đến Bitcoin? Thì nó hơi liên quan một chút về những vấn đề về chính trị, về kinh tế, thì mình sẽ giải thích cho anh em ngay sau đây mà thôi. Như anh em cũng biết thì Nga là một cái đất nước mà về Liên minh châu Âu cũng không thuộc. Nga nói rằng là tôi không cần Liên minh châu Âu để phát triển. Về NATO, về những vấn đề quân sự của thế giới, Nga không tham gia luôn. Thì trong cái quá trình phát triển của Nga đó anh em, từ khi mà tách khỏi Liên Xô cũ, thì anh em cũng đã thấy Nga là một đất nước rất là bảo thủ. Và mình không thể phủ nhận rằng là Nga chính là một trong những siêu cường quốc của thế giới đúng không? Và cái sự bảo thủ đó khiến Nga không chơi, hầu như là không chơi với bất kỳ một quốc gia nào khác, thậm chí là Liên minh châu Âu EU, những người mà thuộc cái châu lục của Nga đó, những người bạn đồng hành thuộc châu lục của Nga, họ Nga cũng từ chối không chơi luôn. Và chính vì cái điều đó đó anh em, thì Nga đã phải chịu một cái sự trừng phạt kinh tế rất là nặng từ Liên minh châu Âu EU và Mỹ. Nhưng mà anh em có biết một cái điều á, nếu như Cuba hoặc là Việt Nam của chúng ta từng bị cấm vận bởi Mỹ, chúng ta đã phải chịu một cái thiệt hại kinh tế rất là nặng nề. Nhưng đối với Nga thì đó hoàn toàn là, thậm chí nó còn phản ứng ngược lại nữa anh em. Tại vì á, khi mà Liên minh châu Âu EU họ cấm vận kinh tế của Nga đó, thì họ đã phải chịu một cái tổn thất rất là nặng nề. Và những con số mà đưa ra sau đây sẽ khiến anh em kinh ngạc. Đó chính là về ngành nhập khẩu của Liên minh châu Âu EU, họ phải chịu một cái tổn thất là 4,2% mỗi năm, tương đương với khoảng là 4 tỷ euro nha anh em. Và ngành nhập khẩu của Nga đưa ra một cái tấn công, một cái lời đáp trả là nếu mà các anh cấm vận chúng tôi sẽ đáp trả bằng cách là không cho nhập khẩu gì cả. Đó, thì lúc đó trung bình mỗi quốc gia của Liên minh châu Âu EU, trước đây là 28 nước, mà sau khi Anh rời đi rồi á, thì chúng ta còn 27 nước. Thì trung bình mỗi năm á, các quốc gia thuộc cái khối EU đó anh em, thì họ phải chịu tổn thất trung bình mỗi quốc gia là 8 tỷ euro riêng về mặt nhập khẩu hàng hóa. Thì chúng ta cũng thấy rằng là cái sức mạnh của Nga là như thế nào. Và dù bị cấm vận như vậy, dù bị trừng phạt kinh tế như vậy, nhưng Nga vẫn phát triển với mức phát triển trung bình là từ 2% đến 3% mỗi năm. Thì anh em cũng đã thấy được rằng cái tiếng nói, cái sức mạnh của Nga là nó kinh khủng như thế nào. Cái đó là mình chỉ nói về mặt kinh tế thôi. Còn cái thứ hai nữa đó chính là về mặt quân sự. Nga từ chối NATO và Nga thuộc những quốc gia có quân sự mạnh nhất thế giới anh em. Tức là ông này là ổng, cái bảo thủ của ổng á, nó không phải là bảo thủ vì cái sự hèn yếu của mình, nhưng mà ổng là một siêu cường quốc
Và cái vấn đề bảo thủ của ổng là nó lại càng tác động với người khác nữa. Các anh dùng dùng những cái chiêu trò gì với tôi, nó cũng không hề ảnh hưởng ha. Và tại sao mình lại lôi những cái chuyện này vào để mà có thể phân tích để cho anh em cùng 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 hiểu với mình? Tức là nếu mà anh em có theo dõi trong những tháng gần đây, Liên minh châu Âu EU họ có những cái hành động rất là tích cực về tiền mã hóa anh em. Nào là họ họ mở rộng, họ tiến đến những dự án có thể khiến cho blockchain, những công ty công nghệ blockchain của EU có thể phát triển. Như mới đây, mới vào sáng nay thì chúng ta có IOTA nè, Foundation nè, là một gương mặt Ancoin đã lọt vào dự án của blockchain châu Âu ha. Và châu Âu cũng sẽ, châu Âu cũng đã có rất nhiều những cái biện pháp để có thể cải thiện cái tình hình crypto, có thể mở rộng nới lỏng crypto ở ở đây đó. Như là chúng ta có quỹ ETF đầu tiên xuất hiện ở châu Âu mà không xuất hiện ở Mỹ nè. Đó 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 là trong một cái những cái dẫn chứng như vậy. Nhưng mà tại sao, nhưng mà Nga lại đưa ra một cái đáp trả như vậy, chứng tỏ là Nga đang muốn chống lại cả những cái nước quốc gia ủng hộ, và nhất là châu Âu, nhất là Liên minh châu Âu EU, khi mà cái sự căng thẳng leo thang giữa Nga, Liên minh châu Âu EU, Mỹ ở trong NATO á, nó đã căng thẳng gần cả chục năm nay rồi. Thì bây giờ chúng ta đụng tới cái lĩnh vực blockchain này, cái Bitcoin này, thì anh em có cảm nhận giống như mình là Nga và phần còn lại vẫn đang tiếp tục cạnh tranh và đang đấu tranh về cái vấn đề này không? Và nhất là khi Nga là một nước có vị thế nữa, thì chính vì cái điều này mình nghĩ rằng là nó gây ra một cái sự ảnh hưởng nhất định đối với thị trường Bitcoin ngày hôm qua đó. Và cái lời đáp trả đanh thép này ngay sau khi El Salvador và Panama tuyên bố thì nó cũng đã gây một cái ảnh hưởng ít nhiều. Mình nghĩ là có chứ không phải không. Và để chúng ta khẳng định được là cái bức tranh tương lai này nó sẽ còn diễn ra hay không thì chúng ta còn phải quan sát trong tương lai. Nhưng mà theo ý kiến của mình á, thì anh em có cảm thấy rằng là cuộc chơi của Bitcoin á, lúc trước là chúng ta chỉ xoay quanh cuộc chơi giữa các tổ chức đầu tư mà thôi, nhưng mà hiện tại dần dần có những quốc gia và dần dần có những lời tuyên bố đáp trả qua đáp trả lại không, thì chúng ta cũng phải ngầm mà mừng vui đi, vì Bitcoin đã tiến tới một cái cột mốc mới, không là một cái sự cạnh tranh giữa các nhà bán lẻ hay là các tổ chức đầu tư nữa, mà đây là đã thuộc tầm quốc gia rồi anh em. Vì thế những cái hành động của những quốc gia, những cái tiếng nói của họ, thì mình nghĩ rằng đây cũng là một cái thông tin hữu ích mà anh em có thể follow trong tương lai, tại vì là nó sẽ gây một cái ảnh hưởng không ít thì nhiều đấy. Và điển hình là hôm qua ha. Và chúng ta sẽ đi đến một cái sự kiện chính của ngày hôm nay, đó chính là một cái sự kiện nối tiếp cái cú crash của Bitcoin đến ngày hôm nay. Và nhiều người cho rằng là đây là một cái first, nhưng mà mình nghĩ rằng là cái first này á, nó sẽ dễ dàng giải quyết mà thôi. Đây là một chỉ là một cái sự hiểu lầm giữa bên phía sàn Coinbase và SEC thôi. Thì vào ngày hôm nay đó, nên tầm khoảng 3 giờ trước, thì Brian Armstrong là một CEO của sàn Coinbase, thì anh em chắc cũng đã biết về cái danh tiếng của sàn Coinbase rồi. Thì đã có một cái sự kiện xảy ra giữa sàn Coinbase và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ SEC ha. Thì ở trên đây thì Brian Armstrong đã đăng tải rất nhiều thông tin xung quanh cái sự kiện này đó. Thì để mình tóm tắt lại cho anh em cái sự kiện này là sao, tức là sàn Coinbase họ thấy cái vấn đề là những cái sản phẩm lending, tức là sản phẩm những cái người mà họ muốn cho vay á, nó đang dần nó phát triển ở những cái công ty crypto khác, và nó đang dần phát triển trên thị trường. Vì thế họ muốn tung ra một cái sản phẩm như vậy để những người mà họ cho vay á, họ có nhu cầu muốn cho vay cái tài sản của họ để họ có thể kiếm được cái lợi nhuận thông qua sàn giao dịch ha. Thì Coinbase họ muốn đưa ra một cái sản phẩm như vậy, nhưng mà họ lại đang phải vấp phải những cái rào cản đến từ SEC. Và SEC nói rằng là nếu mà anh tung ra những cái sản phẩm như vậy á, là tôi sẽ đệ đơn, tôi kiện anh, và thậm chí là sẽ ảnh hưởng tới cái danh tiếng của anh. Mặc dù anh đã IPO, anh đã xuất hiện trên sàn chứng khoán, anh đã tuân thủ pháp lý rồi, nhưng mà nếu mà anh tung ra cái sản phẩm này, tôi sẽ kiện anh. Và điều đó nó sẽ gây ít nhiều ảnh hưởng tới danh tiếng của anh. Thì Brian Armstrong á, ông đã giải thích một cách rất là cặn kẽ về cái sự kiện này. Thì ông nói rằng là ngày càng có nhiều cái công ty mà họ đã tung ra những cái dịch vụ này rồi, nhưng mà về phía Coinbase của chúng tôi thì chúng tôi vẫn phải có trách nhiệm để tung ra một cái dịch vụ này. Tại sao? Tại vì á, Coinbase là một trong những thương hiệu rất uy tín, dường như là uy tín hàng đầu trên thế giới về cái lĩnh vực mã hóa đó, nên Coinbase phải có một cái trách nhiệm là đưa ra những cái sản phẩm tối ưu nhất đến cho người dùng, và người dùng vẫn cảm thấy vui vẻ về vấn đề đó thôi. Nhưng mà một cái điểm đặc biệt á, chính là Coinbase biết rằng là cái câu chuyện pháp lý vẫn là một cái câu chuyện rất là muôn thuở. Hiện nay không thể nào mà tự tiện tung ra một cái sản phẩm như vậy được. Vì thế nên Brian Armstrong á, đây anh em có thể thấy, vì thế nên Brian Armstrong á đã nói rằng là vào một vài cái vài tuần trước thì ông đã có một cái kế hoạch để có thể gặp những cái người mà ở bên phía SEC, để mà có thể rằng là chúng ta ngồi cùng với nhau, chúng ta đàm đạo cùng với nhau về cái chiến dịch mà tôi muốn đưa ra cho công chúng như thế này thế kia.
và lỡ như cái sản phẩm này nó có một cái vi phạm gì về chứng khoán, nó có một cái điều gì bất trắc á, thì tôi cũng muốn các ông ở bên SET hãy giải thích cho tôi một cách rất là cặn kẽ và có thể chỉ cho tôi là làm thế nào để tôi có thể không phải bị vi phạm pháp lý hay không á. Thì Brian Armstrong rất muốn như vậy, nhưng mà thực chất là các nhà lãnh đạo của bên SET và các bộ phận mà chịu về cái phần này của bên SET á, không muốn gặp Coinbase, và họ nói chung là họ có một cái thái độ nó rất là tiêu cực, tức là tôi không muốn gặp anh. Tôi nói rồi, cái vấn đề này là cái vấn đề mà nó vi phạm về vấn đề chứng khoán, nếu anh tung ra tôi sẽ kiện anh. Nó đơn giản là như vậy thôi. Thì cái điều này nó gây ra một cái vấn đề rất là bức xúc chứ. Tại vì chúng ta có nhã ý, chúng ta muốn làm theo luật, đúng không? Nhưng mà xét lại rất là thờ ơ về cái vấn đề này. Thì Brian Armstrong đã phản biện lại rằng là Gary Gensler, ông nói rằng là ông muốn bảo vệ nhà đầu tư, ông muốn hướng đến một cái thị trường crypto bảo vệ nhà đầu tư, và muốn hướng đến một cái thị trường tiền mã hóa phải có những cái luật lệ, những cái gì đó giúp cho nhà đầu tư có nhiều lợi thế hơn và thậm chí là ngang bằng với những nhà đầu tư bên thị trường chứng khoán. Thì tại sao ông lại thờ ơ như vậy, đúng không? Tôi có một cái nhà ý như vậy mà tại sao ông lại thờ ơ, trong khi rất nhiều cái sản phẩm lending cho vay hiện tại đã tồn tại ở những công ty crypto khác rồi. Nhưng mà tại sao Coinbase của chúng tôi là một thương hiệu uy tín hàng đầu thì chúng tôi lại không được phép kinh doanh cái vấn đề đó, đúng không? Vậy thì đây chẳng phải là một cái lý do mà ông muốn làm khó cho tôi hay sao, đúng không? Và cái điều này nó sẽ tạo ra một cái sự mất công bằng trên cái thị trường tiền mã hóa này. Một người có uy tín thì lại không kinh doanh được cái sản phẩm đó, trong khi rất nhiều những cái doanh nghiệp khác, crypto khác thì lại được kinh doanh sản phẩm đó. Thì đây là một cái vấn đề rất là nhức nhối như vậy. Nhưng mà cuối cùng thì Brian Armstrong ông khẳng định rằng ông sẽ vẫn tiếp tục đấu tranh về cái vấn đề này, và hy vọng là sẽ mở rộng cái cánh cửa để mà hợp tác cùng với Coinbase. Thì một cái điểm khá là thú vị mình muốn gửi đến cho anh em chính là ngay trong cái diễn biến câu chuyện này đó, thì Mark Cuban là một tỷ phú ha, thì ông cũng đã tham gia vào cái vấn đề này. Thì ông nói rằng là Brian ơi, tôi biết, tôi hiểu cái vấn đề của anh, tại vì là đây, nó có một cái cụm từ mà mình rất là thích ở đây ha, tức là ông nói rằng là những cái quy định này á, nó không phải là cái quy định mà do những người có chuyên môn họ làm ra đâu. Những cái quy định này tức là chẳng qua là do họ ngồi với nhau, họ tranh tụng với nhau mà ra mà thôi. Tại vì á, chúng ta phải hiểu được rằng á là những bên phía SEC á, những người bên phía SEC thì họ không có đủ chuyên môn để mà họ tìm hiểu về những vấn đề công nghệ như thế này, mà họ sợ là khi họ bắt tay vào, họ mổ xẻ ra thì họ sẽ bị sai lầm anh em, họ sẽ lòi ra cái sai của họ, cho nên thì họ chỉ làm việc với luật sư mà thôi. Thì anh em biết rằng á, ông cũng đã khẳng định trong cái lời mà phản hồi này á, thì anh cũng nên biết rằng là những luật sư thì chắc chắn là những người mà họ không có hiểu rõ gì về công nghệ, hoặc thậm chí là những người mà chúng ta luôn muốn né ra khi mà chúng ta làm về mảng công nghệ này. Thì những luật sư họ ngồi với nhau, họ tranh tụng với nhau, thì cuối cùng nó lòi ra cái quan điểm như vậy mà thôi. Vì vậy anh hãy tiếp tục đấu tranh đi, chứ tôi không thấy anh sai gì ở đây cả. Đó, thì tóm tắt câu chuyện là như vậy, để cho anh em biết rồi là đây không phải là một cái phớt ha, hoặc đây chỉ là một cái sự hiểu lầm mà thôi. Và mình cũng hy vọng rằng á, là với cái cương vị và với cái bộ óc thiên tài của Brian Armstrong, thì ông sẽ làm cho ra lẽ chuyện này. Tại vì theo đứng về phía góc độ nhà đầu tư như mình, hoặc là cá nhân nhận xét một cái phương diện như mình, thì mình cảm thấy rằng là Coinbase không hề sai ha. Tại vì đã lên được sàn chứng khoán rồi, thì chắc chắn những cái điểm pháp lý, những cái nền tảng pháp lý thì và những cái hành động của Brian Armstrong nó phải như thế nào, thì họ mới từ một công ty mã hóa, một sàn giao dịch, họ lên được sàn chứng khoán ha anh em. Thì chúng ta quay lại mà dữ liệu on-chain một tí đi, như mọi video thường lệ mà thôi. Thì anh em thấy cái crash ngày hôm qua của chúng ta nó hoàn toàn hợp lý với những cái lý do mà mình đưa ra vừa rồi ha. Và nó không có phải là một cái lý do nào do một cái cá voi, cá mập nào đó đẩy Bitcoin quá nhiều lên sàn để mà chúng ta tạo ra một cái crash đó. Thì như anh em cũng thấy rằng là đúng đây nè. Đó. Làm gì có một cái dư chấn nào mà cá voi đẩy Bitcoin lên sàn đâu, đúng không? Đây, toàn là số Bitcoin rút ra mà thôi. Chúng ta không ghi nhận một cái dữ liệu nào là có một cái lượng Bitcoin lớn để lên sàn để tạo áp lực bán cả. Đấy anh em thấy, ngày 4 tháng 9, ngày 3 tháng 9 đây, toàn là Bitcoin được rút ra khỏi sàn mà thôi. Đó. Và số lượng Bitcoin trên các sàn giao dịch nó cứ liên tục giảm xuống mà thôi, chứ làm gì có nạp lên đâu mà dự trữ, đúng không? Thì các dữ liệu on-chain đã cho chúng ta thấy được cái điều đó. Hiện tại thì cái áp lực bán tháo vẫn chưa có, và cái nguyên nhân chủ yếu vẫn là do những cái nhà đầu tư họ mở những cái vị thế của họ long quá nhiều mà thôi. Nó sẽ gây ra một cái sự đóng băng vị thế, và nó từ đó nó xếp chồng lên nhau.
đó, và nó và những cái lý do hồi nãy mình có chia sẻ cho anh em nữa. Và về tình hình thị trường thì sao, thì chúng ta sẽ thấy được một một cái điều tất yếu rằng là khi mà Bitcoin giảm thì tất cả thị trường càng giảm ha, altcoin thì nó thậm chí nó còn giảm sâu hơn cả Bitcoin nữa. Ngay cả Solana đây, Solana cũng một cái chiến binh rất là mạnh mẽ đây thì cũng phải gục ngã mà thôi. Nhưng mà so với cái mức giá ngày hôm qua thì anh em thấy Solana là một trong những altcoin mà có một cái sự phục hồi rất là mạnh ha, rất là nhanh luôn á. Và so với 7 ngày thì Sol vẫn tăng 46%. Đây. Hầu hết tất cả các altcoin đều giảm cực kỳ mạnh luôn. Và nhân cái video này thì mình cũng xin chúc mừng những anh em nào mà đã hầu near đến tận bây giờ ha, thì Near là một cái gương mặt rất là sáng trong 24 giờ vừa qua. Thì sáng nay á, thì Near nó đã đạt đến một cái ngưỡng ATH là trên 8 đô rồi ha anh em. Và ngày hôm qua khi mà chuyện cái crash của Bitcoin như vậy thì vẫn không thể nào kìm chân được cái sự tăng trưởng của Near ha. Thì mình cũng xin gửi lời chúc mừng đến những anh em nào mà đã hold Near trong trong thời gian vừa qua. Ok, vậy thì mình nghĩ rằng là video đến đây đã dài rồi. Vậy thì cái cú crash vừa rồi cũng khiến cho anh em là đã chịu một cái tâm lý nó rất là nặng ha. Và ngay cả chính bản thân mình cũng vậy. Nhưng mà mình vẫn giữ quan điểm ở trong những video mình đăng tải để mình chia sẻ thông tin đến cho anh em mà thôi. Thì quan điểm của mình tức là Bitcoin chỉ đang trong một cái giai đoạn điều chỉnh lành mạnh thôi, để tích lũy một cách vững chắc ở các ngưỡng hỗ trợ để mà chúng ta có thể tiến đến một cái mốc cao hơn trong tháng 9 cũng như là trong quý 4 của năm 2021 ha. Ok, mình xin cảm ơn anh em vì đã lắng nghe mình trong video này. Xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye.